lắm. Trời ơi, đây nè. Đó, nghệ sĩ diễn viên, nam nữ diễn viên Dương Thanh Nhàn. Trời ơi. Hỏi thiệt, nghe đắp mặt nạ lạnh không? Ôi, nó ngát vô cùng, nó đã, nó sáng khói vô cùng. Chị già đang xài mặt nạ tôi bán đó mọi người. Sáng khói vô cùng quá vậy. Phải vậy, không chị? Như vậy là mày dụ tao đúng không? Ờ. Trời ơi, mọi người ơi, nó dụ em, nó nói là em mới đi chợ mua về mấy cái mặt nạ đã lắm là chị đắp đi chị. Đó. Trời ơi, em mới nhập mấy mặt nạ đã lắm là kêu đắp. Chị ơi, chị đắp mặt nạ mà chị còn dành cái filter của em nữa chị. Chị lú ra cái nào rồi để vô em là ok đó. Hả? Trời đất ơi là trời. Bên Hàn Quốc đang có chương trình mua 1 tặng 1. Có nghĩa là mua 10 cái được tặng 10 cái. Ví dụ mua 10 cái nè, tặng thêm 10 cái. Đó, mà tặng cái loại 10 cái là tặng cái loại khác nhau nha. Cho nên trong cái like này ai đặt mặt nạ 10 cái tặng 10 cái, 100% chính hãng Korea. Còn má này làm gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, người ta mua, người ta bán hàng mà tự nhiên. Ủa sao má ở sao cũng lấy filter tôi. Rồi bây giờ nè, 139.010 cái được tặng thêm 10 cái. Đặt mặt nạ comment giùm em là mặt nạ dưỡng da kèm số điện thoại giùm em nha. Mặt nạ dưỡng da kèm số điện thoại giùm em. Còn ai mua 50 set luôn nè, 50 cái là 5 set như vậy nè, là em sẽ giao 5 set khác nhau nha. 50 set có giá là 300.000 thôi quý vị. Rồi đau có lưỡi quá. 5 set nói giùm em anh. 5 set mọi người nha. 5 set là 50 miếng với mức giá 139.000 một set này là 10 miếng. Mọi người mua một bịch sẽ được mua một tặng một, và đặc biệt mua 5 set thì mọi người sẽ được chỉ có 300 thôi. 300.000 cái một cái bồn. Rồi là mọi người sẽ được tặng mix lại 5 loại khác nhau mọi người nha. Hiểu không? Không hiểu. Có nghĩa là một set vậy nè, là 139.000 nói mà mua được, mua một set này được tặng một set này thì chạy ra là một miếng chỉ có nhiêu 7.000 đồng. Khỏi khỏi bảy mươi, 139 là 70 sao ba mà là 6.000 mấy 7.000 nè. Thì bây giờ mua 50 miếng thì chỉ có 300.000 thôi, thì tính ra bao nhiêu một miếng? 6.000 đồng. Hiểu chưa? Đó, bao rẻ. Đó, hỏi quăng rồi. Bà muốn hiểu không? Bà lấy tiền mặt ra đưa đây đi, tụi tôi tính tiền cho bà coi. Lấy tiền mặt ra bán không liền. Không có tiền gì đó. Chuyển khoản. Chuyển khoản. Trời ơi, má đứng xa mà còn dành sư tơ nữa. Bây giờ em nói chuyện. Mày biết sao không? Mặt nạ chính hãng. Ê, có cách nào khui ngẩm kia luôn không? Khui. Mặt nạ chính hãng luôn. Mấy bạn mua ở Việt Nam đôi khi mấy bạn mua nhầm hàng giả, hàng nhái nha. Còn cái này mua trực tiếp ở Hàn Quốc đây. Tôi đang ở Seoul. Nói gì đi chị? Nói gì mọi người đừng mua. Gì kìa vậy má? Má mọi người đừng mua, mà mua lấy đi đâu tôi đắp nữa thôi, đừng mua. Rồi 5 set đi, 5 set. Đúng rồi, ai mà nè, Đức Nguyễn kìa mới nhắc hồi chiều đó. Đây 5 set mà nói chữ combo đi cho nó dễ, cho nó nhanh đi, cho nó lẹ ra nha. Chị Miu Lê ơi, gom mua 5 set đi về bán lại cho mấy bạn trong đoàn cũng được. Ê. Tại vì 5 set rất là rẻ. Không nha. Mấy rồi má? Nha, rẻ hơn được 10.000 chị. Ờ, gì mà rất chưa? Rẻ hơn được 10.000. 10.000 mà là rẻ hơn được 50. Đúng rồi, 5 set rẻ 50.000. Một set rẻ được 10.000. Một cái set ừ ha. Chị ngu không? Dễ chị ngu chứ. Rẻ có 10.000 mà nghĩ sao mà tính toán dở. Bà này bà ngoài 40 bà còn khờ lắm mọi người. Bà khờ lắm. Thì đó ừ. Bây giờ chưa tơ nữa kìa. À, live stream xong tối mai nha. Ai cái xong. Để chị cổ. Tao giả mày nha. Tao giả mày nha. Ba buôn bán lẻ xuống tôi gỡ cái mặt nạ đi. Nãy giờ muốn có 2.000 won, nãy giờ lâu quá à. Lẹ đi. Bữa nay em mua chút lẻ đi. Mặt nạ xịn, mặt nạ tốt, mặt nạ đó mà được lắm nè. Mua lẻ đi đi, gỡ mặt nạ đi ngủ không nè. Không phải đâu Hiếu ơi, 5 set 2 giờ sáng thôi. 5 set là chỉ có 300 thôi. Nha, 5 set là 300 nha. Cứ 5 gói vậy nè là 300. Tính ra chỉ có 6.000 một cái mặt nạ, mà mặt nạ chính hãng Hàn Quốc 100% luôn nha. Chị Miu Lê ơi, ghi số điện thoại giùm em nha, ghi 2 set mặt nạ, 2 set là tính 1 set nha mọi người, còn mua 5 set là tính giá sỉ luôn á, nha. Đây nè, ơi, cái mặt nạ này ổn lắm á mọi người, thiệt sự là nè, thấy không, mà tắp nãy giờ gần 10 phút hồn mà nó vẫn còn cái dưỡng chất luôn nè, dưỡng chất nãy vàng là tha xuống tới tận cổ luôn á mọi người. Xài đã lắm, mặt nã này xài đã lắm. Ê bà già, cho lấy cái hộp, đưa cho em cái hộp ấy. Một hộp luôn. Ừ đây. Rồi mặt nạ là quá trời luôn mọi người ơi. Đây nè ha, mặt nạ xịn sò luôn. Hàng rất xịn của Hàn Quốc. Nếu bây giờ tao hỏi nè, nếu bây giờ tao mua luôn thùng 10 hộp thì giờ tính giá làm sao? À thì 600. Thôi rẻ đi. 509. Thôi. 587. Giá sốc đi, giá sốc đi, giá sốc. Ừ. 578. 507. 572. 507. 571. 507.
10 gói 100 cái 570. Đèn lên. Thì ấy chốt đi, người ta chốt cho mày. Chốt. 570 mọi người, mua luôn một cái về 10 cái 570.000 mọi người. Ủa? Một hộp vậy là 100 miếng. Đúng rồi, rẻ. Tao tự nhiên trả giá tôi rồi bán cho người ta. Ủa chứ bán cho ai? Mà trả filler tôi đi. Ủa? Filter. Năm sẽ mặt nạ. Filter là gì? Ờ, filter. Filter à, để Bích Phương, Phương Bích ơi, ghi kèm số điện thoại vô nha. Mê các mặt nạ của bé Vàng đắp ghê. Anh, để chị Vàng mua tặng. Ủa mặt nạ này hả? Em đâu có đắp mặt nạ gì đâu, mặt em đó. Ở mặt ba hả? Ừ. Cái này là riêu học ra từ mặt bà đó mọi người. Nha, anh cũng mua 10 gói 570. Trời ơi, thôi, 10 gói. Bà trả giá anh chị giờ ta bán tôi lỗ vốn là sao má? Hả? Tao mua 10 gói quá trời rồi mẹ. Không nói bán lẻ, sổ lẻ, về lẻ chứ mất công ấy. Rồi thôi, một thùng 10 gói. 570 ngàn, vậy đi. Trời ơi trời, đây nè một thùng lớn vậy nè. Là một, 100 cái mặt nạ. Rồi tính ra có 5 ngàn mấy một cái mặt nạ. Ừ, trả filter đi. Đó, có 5 ngàn 7 một cái mà chính hãng nha. Trời ơi, chính hãng sách tay từ Hàn Quốc về luôn. Nha quý vị, nha. Hai set chứ nhiêu? Hai set nãy nói nhiêu? Hai set nãy là mua 1 tặng 1 là 139 ngàn. 139 ngàn 1 set. Mua 1 set tặng 1 set là 139 ngàn 2 set nè. 139 ngàn. Không bớt được rồi. Cái buồn què. Thôi vậy mua nhiều quá. Thì bây giờ mua 5, mua 5 thì là rẻ. Hết mua 10 gói nè. Mua 10, ok, đất 10 nè. Ai mà có tiền dạng mà giống như gia đình mình giàu có quá tiền để không, nó mua 10 đi. 10 gói đi. Biết không? Mua 10 gói để dành xài. Đó. Đây nè nha. Mã vạch mã có đầy đủ. Made in Korea. In còn in đậm. Chữ bự nữa. Nha cho mọi người dễ thấy, dễ nhận diện. Đó. Mặt nạ này cực mát luôn. Đắp xong. Em cuốn thịt rau. Sống chấm mắm nêm được không? Được em ơi. Rau này rau diếp cá nè. Em ăn được cả cái bánh xèo luôn em nha. Ủa sao lại em đưa rau này cho tao đắp? Không. Hồi nãy em cho chị đắp là qua thuyết địch. Ủa? Tại cái mặt của chị nó cũng không có thơm. Ôi, vậy là không ổn. Mọi người đừng mua nữa. Mọi người bơm hàng đi. Mọi người đừng mua nữa. Đừng mua nữa. Chị không ổn đâu. Tôi nè, tôi là gương mặt quảng cáo ở đây nè. Không ổn rồi, không ổn rồi. Trời ơi, cho khách hàng mà đắp qua thúi địch. Là qua. Nói nghe nè, khách hàng đó bông đẹp đẹp. Còn có mình bà đắp qua thúi địch đó. Su ra một combo. Đây nè mọi người, mua múa này nè. Em lần tay su khai mạo. Ê, Benny, cái gì cái chứ có đó được nha. Bây giờ chỉ cần đem hai cái set này qua, chỉ cần lòn tay khai mạo thôi, rồi trả liền. Ê. Không có, không gọi là mình không có giữ lâu, trả liền nha. Trả liền. 5 phút trả liền à. Sao mày cứ lấy filter tao hoài vậy? Bà đắp mặt nạ rồi filter chi nữa. Ừ, hả? Tôi không có mặt nạ rồi. Nhân xăm ok. Nhân xăm nè. Đừng nhân xăm đâu ok nha mọi người. Đó, đang đắp nhân xăm Hàn Quốc luôn nha mọi người nha. Giúp cá, giúp cá này giúp cá Việt Nam á. Giúp cá thì kháng viêm, chống mụn, chống sưng. Trẻ hóa làn da mà đúng rồi, chị sớm mấy tuổi rồi. Rồi, 3 set mặt nạ Thiện Như ơi nó nghe là mua chị 3 set, mua 5 set đi. Mua 5 set thì nó rẻ hơn, 5 set có 300 ngàn à. Nó nghe nè, mua trà xanh đi mọi người, mua trà xanh nó sau khi mình đắp mặt nạ xong mình lấy ra mình nấu nước mình bỏ vô mình uống luôn được á mọi người. Mình đi giật chồng ta luôn á mọi người. Ok Nguyễn Việt 10 gói luôn nha. 10 gói là cái hộp bự trà bá về tôi giao nguyên hộp luôn. Tôi đóng gói có 570 ngàn ha. Nghĩ chưa, suy nghĩ kỹ chứ bán 570 chưa? Thì cũng bà lỗ đó má. Bà kêu đó má. Lỗ đó. Không sao. Lỗ 30. Xong. Lỗ 30. Mà giờ tính ký tính hành lý cả về nha má. Trời ê, hành lý gửi về tốn tiền lắm. Thôi rồi má, má nói 570 với người ta rồi má. Khỏi có suy nghĩ nữa má. Bà hại nè. Mày lỗ chuyện mày, tao đâu có bán, mày bán mà. Bà bù vô. Mày bán, tao đâu có bán. Thì mày lỗ mày chịu chứ tao đâu có chịu đâu. Khúc này chị em không, hành lý của tao là có được đúng đó. Hành lý của tao có 33kg thôi là tao để, 32kg tao để đủ đồ tao thôi. Còn chuyện của mày kệ mày. Nè bây giờ, cái mền mày đang đội cũng là của tao đó. Thôi em có buồn. Buồn vậy thì đó, thì nãy mày kêu bây nó qua đây. Tính một hồi là rụng tóc. Đây nè mọi người có ai làm ăn gì không? Ví dụ livestream á, thì bút mà người mẫu đứng làm cho nó nãy giờ á, mặt nạ người ta đắp là 15-20 phút người ta gỡ rồi. Nãy giờ là nửa tiếng hồ rồi, mà nó nói với em là nó dẫn em đi ăn cái mì gì đó, cái mì lạnh, mì ơi gì mà chưa thấy một cái gì mà bên đây lạnh quéo dụm quéo giò. 6 độ C ở Seoul mọi người mà nó kêu dẫn em ăn mì lạnh. Khỏi. Mày khỏi ở đây ngày hôm nay tao nói thiệt với mày. 570 mọi người, 570 một thùng 10 cái là 100 miếng mọi người. 570 mua hết cho em mọi người, khỏi bán lẻ luôn. Bán sỉ luôn mọi người, 570 lẻ lên.
giùm em giúp em cái một thùng này 570, dạ dạ nhà cái lỗ 30 ngàn, nhà cái lỗ 30 ngàn một hộp này. Thấy bây giờ cái là chi lực của ai bán không cần biết. Bây giờ tao bây giờ nó rầu luôn rồi kìa, không biết 570 nhà cái lỗ 30 nha mọi người, 570 nhà cái lỗ 30 xuống xác giùm em luôn, là nhanh gọn lẹ giùm em nha mọi người. Rồi bây giờ ai mùi lỗ cho bả mà mặt nó rầu dữ vậy, kệ nó đâu biết đâu, bán lẹ hết lẹ ngủ lẹ rồi mọi người ơi. 570 ngàn xuống xác giùm em, xuống xác 570 nặng ra một cái 21 nút xì giác buông ra giùm em nha. Dạ nhà cái lỗ 30 ngàn, nhà cái lỗ là chi bán hàng mà, ở đây chi bán hàng mà nó bạn của chị mà kệ nó, nhà cái lỗ 30 ngàn kệ, nhà cái 570 ngàn không có giá sáu, bình thường là giá đó là 600 là đã rẻ lắm rồi, nhưng mà ngày hôm nay nhà cái bán lỗ bứt lỗ tận gốc luôn mọi người, 570 ngàn 570 chị hả? Tính nghe nè, tính nghe nè, cái giá đó đã lỗ rồi còn lỗ thêm tiền ký nữa đó, về trả tiền học báo luôn mà nội phá sản. Nhà cái bán hôm nay khoan xí, một kỳ hành lý 21, một thùng này là 21 ký, một kỳ hành lý 23 ký, một kỳ hành lý là 4 triệu mấy một kiện, 4 triệu mấy một kiện mà một trời có năm thùng này ê, có là bán lỗ giá phá sản thưa mọi người, bán lỗ giá phá sản, đăng ký bán ràng luôn mọi người ơi, gánh lô tôm đang ngày nay đăng ký bán ràng luôn mọi người. Để em tính bây giờ là 4 triệu, cho 4 triệu một kiện đi, 2 kiện là 4 triệu mốt 50, không có 4 triệu rồi, 4 triệu là 2 kiện là 8 triệu, 2 kiện 8 triệu mà một thùng này mà bán nếu mà giá gốc bình thường là 650-700 ngàn á, là lời một thùng được 20 ngàn. Thùng này cái hộp cái thùng trăm gói này là 5 ký, là được 20 ngàn, 5 ký thì là được 20 ngàn. Thì lúc đầu khoái từ đầu bán bắt đầu người ta tính 339 ngàn một tặng một, là tặng người được ít tiền, và bán thế này chị mua một tặng một thì một set này chị bán được 5 cái thì chìm nó mấy má, là chị bán được 690 ngàn, là gần 700 ngàn là mới là sale rồi, nhưng bây giờ bán một set 500 cái là còn 570 là tính ra là lỗ, lỗ 30 chưa, lỗ chưa 500, lỗ 100 không làm gì tới 500 rồi 500 lỗ 130 ngàn, nhà cái bức lỗ lỗ 130 ngàn chưa, 130 ngàn một hộp, mà một cái là 5 hộp, 5 hộp là nhân cho 3 là 500, là 650, cộng thêm 4 triệu mốt tiền hành lý, đó là 4 triệu 250 ngàn tiền lỗ một thùng, lỗ 4 triệu 750 ngàn tất cả mọi người, một hộp 4 triệu 250 bốn triệu 250 mua một thùng 10 phát như vậy, mua một thùng 10 phát như vậy thôi mọi người, đây giá đây mọi người, một thùng 10 phát như vậy là 100 miếng ở trong này, là mình mua sổ liền em, để lại comment số điện thoại giùm em nha mọi người, comment lại em số điện thoại để lại là một thùng giùm em, mua bức lỗ ngày hôm nay 570 ngàn, nhà cái bán lỗ nha mọi người, nhà cái bán lỗ lỗ 4 triệu 250 ngàn một thùng nha mọi người ơi. Rồi. Em ngày mai là nghỉ lại cái bán này luôn đó. Lỗ quá mà lỗ. Vậy em nghĩ là ngày mai mình còn đường về không? Không biết nữa, kệ nó thì đâu cần đâu qua cần. Ê, bà giữ vé bài đó, bà giữ cốt vé rồi hết. Có vé rồi, vi bắt bo rồi, bà giữ hết đó. Kệ nó, có gì mình ra lãnh sự quán, nói chuyện lãnh sự quán giờ có người ức hiếp mình chứ giờ sao. Không, chị đã ức hiếp. Hả? Chị đã ức hiếp bà. Phải không? Về mặt nhỏ khờ luôn. Anh vẫn mua 10 set cứ tính lại giá cho anh vẫn mua. Không ừ. anh không có cần không, anh em là bạn chốt giá rồi, chốt giá nói giá nào là giá đó đúng không, cái nào ra đó rồi em có giá nào ra đó, ba đứa chốt là 570 đó vậy chứ, là 570 nha, 570 ngàn một thùng một cái 100 cái. Ê mày tới nãy giờ tới giờ lát hồi nổi mụn nè, đó đắp cho cố, đắp cho lố giờ. Ê mà nó mát quá nha bay, tao mát nha. Không bây giờ chị lộn xuống chị đắp cổ. Đúng rồi đắp xuống đắp cổ. Chị vợ mình đắp từ từ xuống dưới. Chị già rồi chị vợ. Đúng mình trắng sạch nữa. Đó bây giờ chị xuống. Trời ơi cái mặt báo nhập đó, đúng rồi bà đắp cổ. Đó trắng cổ luôn, đẹp cổ luôn. Chị phải cái mèo này quen lấy mới chỉ nha, chứ mình thường không có chỉ đâu. Chị hả? Dạ đúng rồi, một set một thùng là lộn xộn luôn, một thùng lộn xộn đủ gác lại luôn. Một thùng lộn xộn luôn mọi người ơi. Dạ bây giờ mà mọi người mua 5 set là 50 cái á, là sẽ mix lại cho mọi người 5 loại luôn, mỗi loại 10 cái. Ý là phải lấy một thùng 100 miếng luôn, là một thùng 100 miếng lộn xộn. Một thùng 100 miếng vẫn lộn xộn, 5 set một set 5 cái vẫn lộn xộn luôn, nửa thùng vẫn lộn xộn. Đúng rồi, một thùng lộn xộn. Còn mọi người mua một set 10 cái á, 10 cái một bịch 10 cái á, là 139 ngàn, mà mua một tặng một thì là sẽ lộn xộn hai thứ, nó sẽ hai thứ. Không một thứ hà, mua một tặng một thứ thôi, không có lộn xộn. Chỉ có mua từ 5 set trở lên mới được mix lại. Đúng. Ủa là nãy kia là một rồi là mua lẻ, rồi là mua lẻ một đồ một bộ. Nè 10 cái nè là mua một tặng một cái cùng loại. Còn mọi người mua từ 5 set này là 50 cái á, mix lên là sẽ được giao cho mọi người 5 cái túi mà 5 loại khác nhau mọi người nha. Nhiều mọi người thấy không? Mọi người thấy kiểu mà buôn bán buôn thần bán thánh, buôn vàng nói dối không? Mọi người thấy không? Tự nhiên cái mua mà 7 ngàn thì bán mình một miếng 7 ngàn, thì bán hai cái 20 thì bán cũng là 140 đi. Bày đặt giảm giá 1 ngàn cho nó còn 139 ngàn, thấy rẻ. Trần thấy nó ghét không? Đó, thay vì mua 2 cái, mua luôn em 10 cái.
lua 10 cái nó chỉ còn có 170 ngàn, rẻ rề, 570 lỗ 30 ngàn, nhà cái lỗ 30 ngàn mọi người. Đâu, lỗ thêm chậm xíu nữa. Lỗ 4.250.000 mọi người, nhà cái lỗ bứt nóc ngày hôm nay, ngày mai nghe đăng tin xung xung bán vàng. Nên ngủ. Alo. Một tháng mình đắp mặt nạ mà đẹp nhất cho cả nó về cả hai cái gọi là sao ta? Bảo quý rồi. Không, dạ ơi. Một tháng. Không, để nói cho. Có nghĩa là trả filter đi nói chuyện. Một tháng á, mình chỉ cần đắp hai lần. Đó, nó về cả mặt hình thức là da mặt bên ngoài nè. Rồi và cả mình mặt tâm lên cho tôi để rưỡi năm xét để tao tư vấn nghe nè. Một thùng bảo mấy lỗ đó. Rồi tao tư vấn cho mày chị ơi, một thùng 570. Còn cái này là thùng nó mới lỗ. Năm xét là 300, năm xét là 300, một thùng 570 lời thêm 15.000, 30.000 nữa chị ơi. Bây giờ để tôi đem 30.000. Rồi mọi người, một tháng mình chỉ nên đắp mặt nạ hai lần, nó về cả mặt là nhan sắc nè, về cả mặt tâm linh, đó là về một thùng đi dạ. Mà một thùng 100 miếng có 570 thôi trời đó ơi, không trời ơi. Một thùng đó lỗ sặc báo rồi. Một tháng mình đắp hai lần là mùng 2 với 16 thôi mọi người, vừa đẹp da mà vừa tỏa nghiệp nữa, cho nên là không có cần xài nhiều. Một set trả phi tơ một dạ, set là 10 bịch, xài hai bịch thì 139.000, đừng có mua nhiều. Không, thiệt sự mọi người, nếu mà đắp mặt nạ tốt nhất á là mình đắp mười lần một tháng là khoảng tầm 3 ngày mình đắp một lần, còn nếu tính theo tuần á là mình đắp 2 hoặc là 3 lần một tuần là được, trừ thời gian cái lỗ chân lông mình đào thải ra và mình thu nạp vô cái lượng serum mới vô, cho nên mọi người đắp vừa là được. Để mọi người chị mua đi bán lại, trời ơi. Cái gì mà tàn nhẫn như trời trời. Bạn nào mới hỏi là da nhạy cảm thì cái này là 100% từ Vietro nha. Ê, chị ơi, em có bán nguyên thùng này nó đó chị ơi. Thùng này 500 miếng luôn chị ơi. Thùng này 500 miếng chị ơi. Còn ba lần thôi, nghĩ lại. Một thùng đó là luôn. Một thùng đó là tới lỗ 4.1 không lai nữa. Trời ơi. Một thùng đó đã lỗ 4.1. Mày không được tắt like, mày đã kêu hẹn tao tới 3 giờ. Đừng có mua 2 set là bả lời đó, mua một là 5 set, hai là một thùng luôn. Mua 2 set là bả lời được 4.000. Ừ. Tính tiền, tại vì tính là không tính cộng tiền mấy cái này vô vậy. 500 miếng như vậy đừng có mua anh Đức ơi. Đừng có mua. Nha, không có bán. 500 miếng không có bán ba. 500 miếng là một thùng, 500 ý là 500 miếng hả? 500 miếng là tính ra. Một thùng là lỗ 4.1 20. Không, là 5 là 570 nhân cho nhân 5. 5 nhân 5. Ừ. Là 2 triệu. 57 55 2 triệu rưỡi 55 2 triệu 850 lấy 2 triệu 8. Ê con mèo đó chị bán cá là 2 triệu 850 luôn là bả lỗ thêm một thùng nữa nha quý vị. Cái quần bà trả trái bà từ hả 139.000 hai bịch là bà tính sao mà 139.000 hai bịch là bà chưa tính tiền không hả bà nội ký bà sách về nữa đó bà nội bà trả giá bà tính tiền máy bay bà không tính tiền hả hành lý không tính rồi mới kêu giảm giá 50 nữa đó. Cái quần ai có đứa mua cái này lời nè 1/4 miếng. Ờ được nha. Bán nó 30.000 1/4 miếng đi. Được đó. Bán cái đó mới có lời đó. Vậy dám bán 500 miếng mua thiệt kìa. Không có dám, đừng có thắt hẹn. Không dám. Đổ nợ đó mọi người. Cứ trời tự nhiên đi diễn xong cái đi về bà đặt buôn bán, cái về bị lỗ 4.5 triệu thùng, 2 thùng lỗ 8 triệu, làm chung quy ra là mình đi công không, về lỗ 10 triệu. Trời ơi, mình gục quần què quá. Công đức vui quái vậy ta. Công đức vui liền không? Bán anh thùng đi 2 triệu 8. Thôi má, bà hồi nãy 2 triệu 8 không bán giờ 2 triệu 8. Bà nội này nó khủng liền lắc gật đầu cái người ta mua đó mẹ. Kìa người ta nói kìa. Bán mặt nạ dưỡng da mà chưa bán cá gì. Trời ơi mấy má trả giá cái gì. Không phải đâu mọi người ơi, nếu bán cá là ta biết tính toán lắm, tại bán mặt nạ thì không biết tính toán, nó bấm lớn rồi tính lộn giá, nó tính bán trả lẽ chứ. Trời ơi nó thùng nó đi gật đầu luôn á. Lúc đầu bán 139 ngày 2 xét thì còn lời được 4.000. Ê, tắm gần 139 nhân cho 10, một cái xét này 10 là 1 triệu. 1 triệu 390 ngàn. Ừ. 1 triệu 390. 139.000 2 xét thì nhân 5. Nhân 5 1 triệu 390. Nhân 5 là được 690 mấy ngàn. 695 ngàn. 695 mà giảm còn 570. Là lỗ thêm 125 ngàn. Được 570. Là lỗ 125 ngàn nữa. Lỗ thêm tiền ký đem về nữa. Tại mua hành lý đem về nữa chị. Bây giờ mình cộng 4.150.000. Thì nói nghe nè, báo cho thêm tin vui này nữa nè.
mình xách qua nhiều quá hải quan nó lấy thêm khúc nữa đó. À là thêm tiền hải quan nữa 500, đó là 4.775 mọi người nha, là một thùng tiền hải quan nữa, chưa tính dù đó nữa đúng không? Là 1.4775 nha. À bấm cái lỗ mũi cho bấm nè. Bấm cái tỉnh coi. Nhân chụp bấm nhân trung nhân xỉu nè. Cái tóc mái không hiểu không, bữa nay đi ra Miêu Đông á, đi ra ngoài xong rồi đầu lạnh có 5-6 độ mà hì hài hụi về nãy giờ cảm sốt đâu, nghe như mình lạnh quá cái não mình nó teo hay sao mình tính tiền kỳ vậy ta, nóng ngang nha. Hà Nội ơi, tính tới tính luôn cái tiền lỗ hết trơn vậy, lỗ mà lỗ nặng luôn chứ, lỗ nặng luôn đó. Không mà cái thôi thôi nghỉ tắt like ngày a mai mốt rồi à. Thôi à, coi như bữa nay à, mọi người coi la vui vẻ nha. Mai chút mai, không mai, tới mà, không tới mà rõ ràng đàng hoàng chứ mày, mày mai, đã like 3 giờ rồi mà mai bán, mai bán lợi không dạ. Mai cho lên chút đi, chút đỉnh đi chết. Bây giờ ai chốt rồi, tranh thủ chốt lẹ, chốt lẹ là phải chốt đi. Dạ, chốt rồi, mà bữa nay tôi bán à, bịch về tôi lấy ra. Kê, đừng nói nữa, anh mua 2 thùng 1.140.000, 1.140.000 anh trả 1.000, ok anh chốt luôn. Rồi, rồi, chốt đơn. Chốt đơn anh luôn, khỏi nói nữa. Rồi, ê, chốt đơn tính là 600 thùng đỉnh lỗ nha. Là anh bố thêm là 200.000 nữa. Anh cho thêm, anh cho thêm. À, anh cho thêm. Anh cho thêm 60.000 nữa thì tội nghiệp á. Đừng quyết quá em. Dạ, tội nghiệp. Hồi nãy là 4 triệu, hồi nãy là 4.775.000. Lỗ 4.375.000 nha. Nãy giờ tôi xỉn. Nãy mới nhậu xong rồi trả tự nhiên ép lên lại nói. Về giả bộ cá tháng 4 muộn đi kìa. Ngồi xỉn. Ê, bây giờ cuối tháng 4 rồi, không có giả bộ được, không có giả bộ. Không có giả bộ được nó được. Nãy giờ xỉn quá, tắt đi. Ép lại nó xỉn đi bán. Trời ơi, tranh thủ này bà xỉn mà không biết gì hết á. Tôi chốt lại đi. Rồi, cái đó quý vị, nếu mà như Su đã xỉn thì vậy, một thùng này giá còn 500 rồi. Bà nội ơi, tỉnh. Chị Giang chơi ngủ. Để muốn bao qua like có được không vậy? Không, không. Chị nói vậy nè, lỗ đem tiền phê bả nữa đó nha. Chị Giang ngủ đi, chị Giang. Lỗ đem tiền phê qua đây like cho bị tốt rồi. Bữa nay là 3 giờ sáng, chị mới ngủ được. Bệnh đó chị ơi, bệnh đó. Đi đi. Rồi, 1 năm 1 triệu 141 ngày. Ok, 1 triệu. Không, không, bà Giang bắt đầu như thế này. Một thùng 1 triệu 141 ngàn chốt lên, Võ Anh Huy ơi, chốt em luôn em ơi. 5 set 300, 10 set 507. 20 set. Đúng rồi, ghi bình luận em đi. Đúng rồi, người ta mua. Ghi bình luận đi, ghi bình luận đi. Mấy má này ghi khùng ghi đi. Đó phải xó lần người ta. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phá tay, phá tay, phá tay, phá tay. Nói cái này là giả, ta ghi hình ghi nhận rồi kìa. Mày muốn tôi đổ nợ đi mấy. Mày đổ, tao đâu có đổ. Số 3 này hay đổ nợ. Ừ, mày đổ chứ tao đâu có đổ. Đổ nợ, đấy đâu có tiền rồi mà còn thêm gánh đóng nào này vụn về thấy con mà còn mày đổ. Cực. Ừ, chung là Linh thấy mẹ hồi nãy qua thì có clip mà lúc khiêng thấy bà nào thôi luôn á. Rồi cái thùng nó nặng. Mà khiêng nó phải gần được cái nhà đi mấy cây số rồi. Phố đi bộ đâu có được chạy xe vô đâu. Trời ơi, đi bộ giác thấy mẹ. Ngựa đi hát lô tô vui vẻ, có tiền đồng ra làm vô không chịu đâu. Rồi bà đặt buôn bán hàng, ta muốn bán thôi cho bán. Đó. Muốn bán cho bán mọi người. Đó. Một. Rồi để rồi comment nào đây nè, rồi ghim rồi bình luận tạm 1.000 nít em xem. Sợ lơ nó khủng đi bạn ạ. Xong luôn. Thôi nha, nó chơi nha chứ ngủ đi mọi người. Thôi ngủ chị đem đi, tranh thủ tao đang bán hàng cho. Đâu có bán gì đâu, nãy giờ giỡn like tương tác thôi. Đâu còn nguyên này ở nhà. Thôi bà nội ơi, bà nội tắt. Đi ngủ. Thôi, đừng có like nữa, like nó đổ nợ. Trời. Nè, đang cầm này cả nhà nha, nhớ chụp hình lại. Mày hỏi 3 giờ vô tao. Một thùng như vậy là 100 miếng nha cả nhà nha, một thùng chỉ có 570.000 thôi, chốt lẹ lên một thùng luôn cả nhà ơi. Tới đá tới năm 2026 ủa? Nha cả nhà ơi. Zalo like được hả? Zalo like được. Alo. Ủa Zalo like được hả? Xe like chim. Zalo hả? Ai biết đâu? Like Zalo đi. Ủa là sao? Zalo. À chị nhầm, like TikTok. À là TikTok là khách chốt đơn liền, nó khách chốt đơn liền trong TikTok luôn. Rồi, chốt trên TikTok là sập. Sao giờ sập vậy? Không có nhà hàng giao. Giao không kịp. Mọi người ơi, hàng thì phải 3 ngày nữa mới về tới Việt Nam mọi người nha. Hai. À, ta thông báo mày là hành lý mà hôm đem qua đây là tổng hành lý của anh Nguyễn Đại Đồ của tao nhiêu ký ta? Đồ của chị là 25, không, 2 mấy ký. Không, bữa cái bữa mình cân, mày phải cân trước cái khi mà lên máy bay. Lên bài á. Trong khi trước khi mày nhét đồ mày vô không. Là 18 ký, 17 ký đúng không? 18 ký, 18 ký. Không, đúng ký, 16 ký dạ. 16 ký và chị còn được 20, mười mấy ký dư. Mà dư 15 ký kia nữa. Ừ. Dư 23 ký là dư 22 ký thôi quý vị. Như vậy à, có bán mọi người. Như vậy nè, mà cái thùng này là 5 cái thùng này là 3-4 ký, cái thùng này là 4 ký, một cái thùng 100 miếng là 4 ký. Như vậy em dư 23 ký, vậy chỉ làm đưa được 5 thùng này.
6 thùng này luôn. Con Xuân nó dư được 6 thùng nữa là 12 thùng. 12 thùng. Giờ chị hả? Ừ, 12 thùng. Thằng Minh dư cũng 6 luôn, 6 4 24. 24 thùng là 24 thùng là 2 một thùng này là 100 miếng. 2400 miếng, tổng cộng 2400 miếng nha mọi người. Chốt nhanh chốt lẹ em 570.000 năm. 24 thùng là 570.000. Bán nhanh bán lẹ, bán gọn đi về Việt Nam luôn mọi người. Khỏi bán nhanh đi ngủ. Bây giờ này nói chuyện mọi người á. À, tôi đi diễn cho chùa cũng không có tiền bạc gì hết trơn đó, là đi mấy bán hàng online. Bán hàng online nhưng mà thôi lỗ quá thôi, thì tôi cũng xin phép được ở lại chùa một thời gian nữa tôi về thì mình gặp nhanh nha. Rồi bây giờ chị ha, bây giờ chúng ta chốt lẹ đi cả nhà, chốt lẹ đi cả nhà cùng quan hỷ hồi hướng quan hỷ quan hỷ năm trăm bảy rồi bảy thì đó quan hỷ đi ngủ đi, nghe su đi, quan hỷ đi ngủ đi nhà, tranh thủ thì bây giờ